Sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì hội thảo lấy ý kiến về báo cáo chuyên đề 8 và chuyên đề 9 phục vụ sơ kết giữa nhiệm kỳ, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố Đà Nẵng. Theo đánh giá, đến nay, kết quả thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá theo nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố đã đạt những kết quả bước đầu quan trọng về xây dựng chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị, trong sạch vững mạnh, tiên phong đổi mới và phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh và bền vững, thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, sớm lấy lại đà tăng trưởng kinh tế xã hội của thành phố. Đồng thời, triển khai quyết liệt, đồng bộ có hiệu quả nghị quyết số 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những hạn chế tồn tại. Những vấn đề này đã được các chuyên gia, lãnh đạo sở, ban ngành chỉ ra để tìm hướng khắc phục. Sơ kết lần này, có cần chỉ ra được những mục tiêu, chỉ tiêu nào cần tăng tốc, những chỉ tiêu, mục tiêu nào cần giảm tiến độ, những chỉ tiêu mục tiêu nào cần bổ sung và những chỉ tiêu mục tiêu nào cần loại bỏ. Thực tình tôi rất băn khoăn với cái nhận định. Việc quy hoạch để đầu tư các thiết kế văn hóa lớn gặp nhiều khó khăn do quỹ đất của thành phố, đặc biệt là khu vực trung tâm thành phố còn hạn hẹp. Đúng là quỹ đất, nói chung là không gian đô thị của thành phố đang rất thiếu, thậm chí không thể không nghĩ tới việc điều chỉnh địa giới hành chính của thành phố về phía Tây Nam để mở rộng dư địa phát triển. Tuy nhiên, quy hoạch để đầu tư các thiết chế văn hóa lớn gặp nhiều khó khăn, theo tôi không phải là do thiếu quỹ đất, mà chủ yếu là do thiếu nhu cầu hưởng thụ văn hóa. Kiến nghị với một phần là cái kiến nghị Bộ Chính trị Ban Bí thư là xem xét chỉ đạo cơ chế trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, trong việc xử lý các yêu cầu kiến nghị từ thực tiễn của công tác quản lý nhà nước của thành phố. Hội thảo cũng đã tập trung cho ý kiến tình hình triển khai thực hiện 10 chương trình của Ban Thường vụ Thành ủy, triển khai thực hiện nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị khóa 12 trên lĩnh vực kinh tế xã hội. Theo đánh giá, sau 3 năm triển khai, thành phố vẫn chưa tạo ra sự đột phá mạnh mẽ trên các lĩnh vực kinh tế xã hội. Một trong những khó khăn vướng mắc lớn trong quá trình triển khai thực hiện đó là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 khiến khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân hàng năm giai đoạn 2021-2030 12% là khó khả thi. Nếu mà chúng ta không vượt lên thì nguồn thu để đầu tư phát triển cho giai đoạn tiếp theo, trung hạn tiếp theo là gặp khó khăn. Cái nguyên nhân của những cái khó khăn này thì như tôi nói là cái nền kinh tế chúng ta là quá lệ thuộc vào thì dịch vụ du lịch. Thứ hai là tâm lý thấy rằng là chúng ta đã đạt đỉnh ở một cái tăng trưởng như tôi nói năm 2019, cái này rất cao. Cái thứ ba nữa là các đồng chí cũng thấy rằng cái nguồn lực chúng ta từ đất đai hiện nay chúng ta có hàng ngàn cái dự án chưa khởi thông được, bởi vì nó tính pháp lý của nó. Hiện nay thì đang đề xuất ở trung ương với Bộ Chính trị nhưng mà chưa có kết quả cuối cùng. Để tiếp tục thực hiện đi đến thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề ra 4 nhóm giải pháp gắn với các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng chính quyền, thanh tra, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng và đảm bảo quốc phòng an ninh, đồng thời kiến nghị đề xuất một số nội dung cụ thể đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đối với Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các ban bộ ngành trung ương.